được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại giải U18 Đông Nam Á. Tuy nhiên, U18 Việt Nam đã thi đấu rất thất vọng ở trận cuối cùng gặp U18 Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc với nhiệm vụ buộc phải thắng để đi tiếp. Dẫu vậy, màn trình diễn bạc nhược khiến U18 Việt Nam thua sốc với tỷ số 1-2. Trận thua lịch sử trước bóng đá Campuchia khiến U18 Việt Nam bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Thậm chí, ông Hoàng Anh Tuấn cũng phải xin từ chức huấn luyện viên trưởng U18 Việt Nam. 9 tháng sau thất bại lịch sử, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lên tiếng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến trận thua Campuchia. Vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa khẳng định, thế hệ đàn em của Quang Hải có đạo đức kém. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, đội đã thất bại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nghĩ với tầm vóc của bóng đá Việt Nam so với khu vực, thành tích phải cao hơn. Thất bại của U18 Việt Nam không chỉ là chuyên môn. Thua U18 Campuchia không phải là lý do lớn nhất. Thất bại đó còn là vì tư cách đạo đức của cầu thủ kém. Khi tôi chỉ làm thầy của họ trong một khoảng thời gian thì rất khó. Tôi cần thời gian, cả một quá trình. Lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu thì tôi làm tới 3-4 năm. Với từng ấy thời gian, tôi có thể truyền đạt, tư vấn, giáo dục cho họ. Cựu huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam tiết lộ, trong thời gian diễn ra U18 Đông Nam Á, có tới 9 cầu thủ U18 Việt Nam vi phạm quy định kỷ luật của đội. Ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định, bản thân cũng phải chịu trách nhiệm, nên ông đã quyết định từ chức. Tại giải U18 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà, U18 Việt Nam chỉ giành được 7 điểm, thua Malaysia và Australia. Một tiếng sau trận thua Campuchia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã từ chức. Thậm chí, bình luận viên Quang Huy còn chưa nghĩ đến ngày chúng ta thua nước láng giềng ở môn bóng đá. Tôi và nhiều người có lẽ chưa tưởng tượng ra cảnh có ngày bóng đá Việt Nam thua Campuchia. Điều đó thật đáng buồn.